Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục tưới táo và hôm nay là ngày 24 tháng 12, chiều thứ bảy các bạn. Chiều thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2022 dương lịch. Thì mình lại tiếp tục tưới những cây táo. Tính từ video trước thì mình cũng đã tưới vài lần nữa rồi, nhưng mà mình không có thời gian để quay đi lên kênh cho các bạn theo dõi. Thì mới đây có một bạn có nhắn tin mình qua Zalo là cái cây táo của bạn ấy ở trong khu vực Ninh Thuận là có bị bệnh, và các bạn có chụp ảnh cho mình xem, hoặc là bị sâu gióm cắn thì cái diệt trừ sâu thì rất là dễ thôi, chỉ cần phun các loại thuốc sâu trên thị trường bây giờ có rất nhiều. Cần ra quán thuốc sâu phun mua thuốc trừ sâu về trừ là được, và thuốc bệnh cũng vậy. Mình ra quán mình hỏi những cái loại bệnh, những cái loại thuốc trừ bệnh, có những cái loại nó gọi là những cái hoạt chất trừ bệnh, nhưng mà do cái bệnh đấy theo mình là lấm khuẩn đen đấy. Đó, rất là nhiều. Như cây táo của mình thì nó cũng có, nhưng mà vườn mình thì cũng khá lâu mình không phun bệnh sương mai. Bệnh sương mai thán thư này, những cái bệnh đấy đa số cũng vẫn là một loại lấm cả. Bệnh sương mai thì do sương mai gây lên. Còn như thán thư các thứ thì do lấm. Lấm bệnh, gọi là lấm bệnh. Các bạn phun nếu mà những vườn táo sai mà đạt hiệu quả kinh tế thì các bạn phải phun ngay từ đầu nhé, phun định kỳ. Còn như vườn mình đây thì chỉ toàn là táo bi, thì mình lâu lâu mình phun một lần thôi, vì mỗi lần phun cũng khá là tốn tiền, nhiều tiền. Nếu mà phun đều định kỳ, cứ ví dụ 15-20 ngày một lần mà tỷ lệ táo quả bi nó không toàn quả bi như này, không có quả to, bán nó không được giá thì nó cũng không đạt hiệu quả kinh tế. Thành ra là làm nó không có công thì mình không chăm sóc mấy. Nói thật với các bạn là vườn của mình cũng nói lên kênh rất là nhiều lần rồi. Của mình vườn cây của mình năm vừa rồi vào tầm độ tháng 3 đến tháng 7 nó bị lũ ngập rất là nhiều lần. Cái thời gian cây đang phát triển, mình cắt cụt đi, cây đang phát triển lại, thì tức là thời gian đang phát triển cho thân cây táo thì nó bị ngập nước 2 đến 3 lần. Là ngập lủm, ngập cả ngọn luôn. Thì sau khi ngập cái nước rút thì nó không đơn giản là như ngập nước trong, nước sạch bình thường. Sau khi ngập là lá táo nó bị bùn. Mình cũng đã quay lên video cho các bạn xem rất nhiều, vài lần luôn chứ không phải một lần. Vài lần bị lũ đều bị như vậy luôn. Tức là bùn nó dính hết vào hai mặt lá táo, không có oxy để quang hợp. Thế là sau khi nước rút thì cũng phải 1 đến 2 ngày thì lá táo nó bị teo, nó chết. Và mình đã phải mang những cái máy xịt thuốc sâu ấy. Nói như các nơi thì không phun thuốc sâu nhiều thì không biết. Cái máy xịt tăng áp của thuốc sâu là chính là cái máy rửa xe của các bác rửa xe ở quán sửa xe ấy. Quán rửa xe của các bác ấy. Chính là những cái máy rửa xe, máy điện, máy lẩu đều vậy. Em đã phải dùng cái đấy để rửa sạch lá, rửa sạch bùn trên lá đi. Nhưng mà nó cũng bị chậm lại. So với những cái vườn táo trên cạn không bị lũ ngập thì nó sẽ chậm lại khoảng độ gần 3 tháng các bạn. Sau 3 lần lũ thì nó chậm lại 3 tháng, mỗi lần nó chậm lại khoảng độ 1 tháng. Nó ngập lủm cả ngọn luôn. Chính như vậy mà nó bị chậm. Sau đó phát triển nó không đủ già cây. Và không đủ để có quả, không đủ đón lớp hoa, lớp quả to. Sau này, mãi sau này thì cây mình khoanh lặng để vớt vát thì nó chỉ được một số quả bi thôi. Chỉ được táo bi thôi, còn táo to thì không có. Táo bi thì cũng được bình thường, cũng không đạt hiệu quả kinh tế nên là mình cũng không chăm sóc nhiều. Mình cũng không phun định kỳ, cũng chỉ gọi là lâu lâu tưới nước một lần để vớt vát có từng quả to lác đác, nó sót lại được từng lớp hoa, được quả to là tỷ lệ rất là ít thôi.
Và những cây táo bi này thì chính vì mình không phun định kỳ, không chăm mấy nên là nó cũng khá rụng đi khá nhiều. Có một dạo mình bận công việc khác quá nên là bỏ lại, nó cũng khô quá, không tưới được đều nên là nó cũng teo, nó khô đi rất là nhiều. Và mùa táo này các bác chăm sóc thì cần rất là nhiều nước, mùa quả cần rất là nhiều nước các bạn. Chứ thường thường thì nếu trời nắng hanh thì chỉ 2 ngày tưới một lần, nhưng mình bận 3 ngày 4 ngày mình mới tưới được một lần, bận công việc khác. Và những cái làm cái quả bi này thì nó không đạt hiệu quả kinh tế mấy nên là mình cũng sao nhãng, nó thật là cũng sao nhãng. Nếu mà như năm ngoái thì cái tốc độ chăm sóc táo của mình rất là khác năm nay, rất là bận, làm liên tục các bạn. Năm ngoái mình vớt vát được lại vài tạ táo to ở cái vườn này. Năm nào của mình nó cũng bị ngập nước các bạn, nên là làm nó sẽ khó hơn những cái vườn ở trên ruộng, trên đồng bằng. Các bạn còn cái câu trả lời cho các bạn mà bị lấm ấy, thì các bạn phải phun định kỳ nhé. Bị lấm phải phun định kỳ. Lẽ ra các bạn nên phun từ đầu. Bình thường chỉ cần phun định kỳ cái sâu đục quả này. Sâu đục quả này có các loại mình thường dùng như là Bazan, có loại mark nó tên là Chiến Binh. Nói chung là những sâu đục quả này là chính là những sâu trị cuốn lá lúa các bạn ạ. Chính là những cái mark sâu trị cuốn lá lúa, nhưng các bạn phải phun định kỳ. Bazan, Di Gân hay là nói chung là mình cũng không, bây giờ mình không nhớ được hết, rất nhiều. Mới đây nó ra một loại gọi là gì nhỉ, mình quên mất rồi. À, sát trùng đan. Vâng, chính là sát trùng đan đấy. Cũng là phun trị sâu đục quả các bạn. Nên các bạn cứ phun theo định kỳ 15 hoặc 20 ngày một lần. Tất cả các loại đều phun định kỳ. Nhện đỏ cũng vậy, thuốc nhện đỏ cũng vậy. Thuốc nhện đỏ đây không cần phải định kỳ như vậy. Khi thấy chớm thì phun một lần, phun nhắc lại lần nữa là nó cũng hết. Bạn làm vườn cần chú ý theo dõi. Các loại phun thuốc lấm thì trung bình thì cứ phải phun định kỳ, cộng theo mỗi lần phun thì mình thường mình cộng cả thuốc sâu, cả trừ thuốc sâu, cả trừ lấm bệnh luôn. Đề phòng, chưa có thì là nó phòng, còn có rồi thì nó trị. Phun mình tùy theo cái tình trạng cây trồng của mình mà phun theo cái mác hướng dẫn. Thôi mình cũng chỉ nói đây thôi. Các bạn có gì muốn tìm hiểu sâu hơn thì cứ nhắn tin qua Zalo cho mình. Các bạn kết bạn Zalo cho mình nhé. Mình để lại trên trang Facebook với lại Zalo rất là nhiều cái thông tin của mình. Đây, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn thành công. Các bạn theo dõi kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh cho mình nhé. Đây mình vừa làm mình thực tế luôn, vừa làm vừa nói trên video nên nó không được chuẩn cho lắm. Đây, các bạn theo dõi định thông cảm cho mình. Nhiều lúc tiếng hơi bé. Bởi vì vừa làm mình vừa quay thôi, chứ không phải mà dân đi quay chuyên nghiệp như những người đi quay chuyên nghiệp về táo thì không nói. Đấy, mình vừa làm vừa quay, rất là bận. Thế, các bạn theo dõi thì thông cảm cho mình và ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tất cả các bạn.